Xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Hôm nay thì mình với lại Ngân sẽ đi thăm lưới nha các bạn. Thường thì thăm lưới là các bạn sẽ nghĩ là cá đúng không? Cá đúng không Ngân? Đúng rồi. Nhưng mà không phải đâu. Hôm nay mình với lại Ngân sẽ đi thăm lưới ốc nha. Nghe lạ quá chừng luôn đúng không? Lạ không? Mà bây giờ nếu các bạn muốn biết thì nhìn kỹ dưới đây nha. Đợi chút xíu. Cái lưới này đã giăng 2 ngày rồi đó. Bây giờ là dở lên chắc là nhiều ốc lắm đây. Dở lên đó, cái lưới gì có cọng dây không vậy trời? Đây. Nhưng không, đi lại đây nè, đi lại đây nha, dở lên Ngân ơi. Đó, trời quá trời ốc luôn kìa. Dở cái tàu dừa luôn. Đây đi, trong cái tàu dừa này nè các bạn có thấy không, rất là nhiều ốc luôn. Ốc nè, trời ơi con nào con nấy nó mập, trời ơi quá trời luôn, nó đeo vô đây nè. Đó, ú nặng à. Ôi, dính dưới đây nhóc chân nè, làm không hết luôn á. Dữ á. Thường á, mấy con ốc á, nó hay thích mấy cái lá gì đó để mà nó đeo vô. Một là tàu dừa, còn không là đu đủ á, hoặc là lá gáo nó cũng hay đeo nữa. Nổi cũng được. Thôi. Đây một cái nữa. Đây, mình văng xa xa gì nè, một cái tàu dừa xong cái mấy ốc nó lại nó đeo vô là mình bắt dễ dàng luôn á. Các bạn có thấy người miền Tây chỗ mình hay không? Sáng chế ra được cái này đó. Trời ơi Ngân ơi, từ từ Ngân ơi. Đây, nè. Con nào con nấy ú nu luôn mà nó đeo vô vậy nè, nó không có xuất ra. Chỉ có vài con xuất ra thôi. Bắt dễ dàng luôn. Một cách mới chứ không phải lặn xong. Ờ con ốc nè, nhìn nó biết nói chuyện luôn á. Ui ui, gọi nó gớt nữa nè. Lại. Tiếp theo mình đi dài dài lên kia, quá trời ốc luôn. Đó, mới có 2 tàu thôi là được bao nhiêu rồi nè. Mình lên tàu thứ 3 nha. Trên đây. Thường là phải dỡ ở dưới lên vậy nè, ở dưới nó mới nhiều. Đây. Đó. Đây một cái nữa, quá trời luôn. Mùa nước này á, ốc là con nào con nấy mập mập không à. Được chưa? Chưa, còn nhiều lắm. Cái nhìn cây ngủ mà mang nhiều hết. Bỏ xuống. Rồi mình đi tới đằng kia nha. Chưa dịnh nha. Không, tôi có dịnh này, tôi có dịnh này. Mình thả xuống lại. Chừng nào mà cái tàu dừa nó bị hư hay bị thúi gì đó cái mình đổi tàu khác. Trời ơi, cái tàu này nhiều ốc quá. Nhẹ nhàng thôi để thôi nó gớt. Kìa nó gớt bập luôn. Đem nó lên luôn đi nha. Ôi quá trời ốc luôn nè. Ôi con nào con nấy nè. Con nào con nấy quá bự. To đùng luôn. Bắt mà thấy ham luôn á. Nó khoái đeo vô mấy cái lá này lắm. Bỏ cái lá. Đây, đem một cái nữa. Dở lên nhẹ thôi. Ôi ôi, ốc nhiều quá. Quá trời là ốc luôn. Nhỏ có, bự có, đủ loại. Con ốc quắn gì mà nhìn như có ốc bu vàng vậy. Được chưa? Trời. Ủa, còn nữa. Còn nữa hả? Cái đằng đây. Cái này hả? Tại vì buộc nó bị dướng vào trong đây nè. Nhưng mà ăn gì nó cũng vô nhiều lắm. Đây. Nhiều ghê chưa? Để dưới. Có mấy con à. Tôi nghĩ là tước trong mấy cái cây đó cũng nhiều, nhóc trơn kìa. Quá trời ốc luôn. Đằng này ít hơn. Đằng này ít hơn. Có một con thôi. Cái tàu đằng này chắc nhiều nè. Tàu này ngập sâu. Dở lên. Wow, nhẹ hơn Ngân ơi, gớt hết rồi. Nhẹ hơn. Ui, còn con nữa kìa. Nhẹ thôi nha. Ui.
tàu này nó hơi mỏng hơn. Tàu này tôi nghĩ chắc nhiều nè. Wow. Ở dưới á. Dưới đây nè. Đừng con. Lại đây coi mấy con. Bà giả lên đi, khỏi cần đem lên bờ, bà đưa lên trên thôi. Đưa lên trên đây nè. Là tôi có thể lấy. Đây. Nó nhiều chưa? 5 kỹ quá ta. Nằm ở đây không thể nào thấy được đâu. Phải trốn kỹ chứ. Đã quá. Ôi núp ở đây nữa. Xong. Kìa còn ở trên kìa. Cái tàu này là để lâu quá rồi nè. Là bắt đầu nó lâu xong rồi nó bị vàng. Đúng rồi, là một thời gian là bỏ mình thấy thay tàu mới. Tàu ốc này nó ít không có buông nữa. Nó không thích hay sao? Nó không có đeo nữa. Hay là già quá nó không thích. Cái tàu này già quá nó không thích, nó thích mấy cái tàu xanh xanh. Ui da. Ui da. Nhẹ thôi Nhân ơi, nhẹ thôi. Ơ. Tàu nó ít xỉu à. Nó nhẹ con á. Không có luôn á. Ừ. Sao càng ngày hai đứa mình càng nó vui hụm vậy? Ừ. Rồi hết rồi. Hết chưa? Hết rồi. Tới mối buộc rồi nè. Rồi. Còn cái đây, tới mối buộc rồi hả? Hết chưa? Nè, đó nữa. Ê. Trời ơi, cái tàu này nhiều ốc lắm nha. Đừng có nghĩ già mà không bu nha. Trời ơi, ốc bu quá trời luôn nè. Dỡ lên nè. Xanh lên thần. Rồi rất quá. Quá trời luôn. Ý tụt. Xong. Hết chưa? Còn nữa. Vậy là chưa hết. Vẫn chưa hết. Đi ra ngoài đi, đi ra ngoài đi, lo ra ngoài. Ui dạ. Tìm chúng quá. Bự quá, bự quá. Ôi con ốc bự. Có khu vàng. Ôi nhìn nè. Quá trời luôn kìa. Quá trời ốc luôn. Gỗ ốc luôn á. Cái lưới này văng xa ghê ha. Này, trời ơi. Trời ơi, bự dữ. Thấy ham quá à. Quá trời luôn. Ở đây cũng nhiều nữa. Nhiều không? Bự nha. Một, bự chản. Hai, ba. Nhẹ. Ui, Nhân ơi, bà đang vút nữa xíu rồi. Ổn quá, ổn quá. Giả lại. Đó. Ông ngoài nữa. Ông ngoài đây. Sao không? Trời. Rồi, bu vô lại đi. Cái bu vô đây trong đây nhiều quá. Ê. Có một con cá trời chết. Ơi, con cá cha chết. Hủi quá. Khủng khiếp quá. Thôi mình đi lên đằng kia đi. Cái tàu thì ốc hơi bị nhiều luôn. Cái chỗ nào càng thúi nó càng hít bu vô thì phải á. Nè, trời ơi, con nào con nấy nè. Như con heo. Con ốc gì mà như con heo vậy. Bự thiệt á. Đi ha. Đây nữa. Quá trời luôn. Hồi đó giờ mình với lại Ngân đi văng lưới, các bạn chưa thấy cái lưới nào mà dài như lưới này luôn á. Gỡ hoài không hết. Thấy không? Ê, hết rồi. Đi tiếp ra đằng đây. Chưa có cái lưới nào mà nó đập lại như lưới này luôn. Dài. Thấy toàn có sợi dây thôi à. Ui da. Mấy cái cây nha.
Ôi, ơi, bà lật bề kia sẽ bề dưới đây nè, nó sẽ nhiều hơn á. Thường là nó sẽ nằm dưới mặt dưới đây nè, nó dễ bám díu hơn. Rồi. Ui. Ui. Rồi, còn tuốt trên kia kìa, nhiều lắm luôn á. Buông nó ra đi, có cọng dây trên kia rồi. Đi lên đây. Rồi. 4 con. 6. Trời ơi, cái tàu trên đây nè, quá trời luôn. Nhẹ thôi, 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 nhẹ thôi. Quá trời ốc luôn. Nhẹ thôi nha. Wow. Ờ, để tôi. Biết bao nhiêu là ốc. Ôi, nhẹ thôi, nhẹ thôi, nhẹ thôi, nhẹ thôi. Dạ. Thôi, nhẹ thôi. Gớt hết rồi. Vũ cho nó gớt vô sùng. Ôi, đừng, lấy ngay đi. Lấy ngay đi. Sẽ dễ hơn. Ôi, một cái tàu thôi mà nhiều ốc ghê luôn á. Trời luôn, hấp vô. Trời ơi, sau đó mình đặt lại nè. Để lại cho cũ. Đừng nghiêng quá nha. Ủa, dở lên đi nha, dở cao lên. Cái bà này mới bám mập kinh khủng. Dở cao lên. Cao lên. Đó. Ủa con ốc này ốc gì bự dữ vậy? Trời đất ơi, con này là con ốc quắn hành tinh hay là con ốc bu vàng vậy? Hình như là ốc bu vàng á. Sao ốc cái quắn nào? Sao cái đít là ốc quắn, con cái đầu là ốc bu vàng vậy? Vàng mà. Nhìn không giống ốc bu vàng luôn á. Vàng ốc quắn à. Mà nó có cái nó bự quá. Nó hành tinh này. Ôi trời đất ơi. Tức khi ông này nó bị trúng. Mùa này chắc dinh dưỡng nhiều sao á, ốc quá trời ốc luôn. Mập u nu nè. Nè. Trời đất ơi. Nhiều quá vậy. Cái bà ăn nhiều quá. Rồi, mấy con nào nhỏ mình thả cho nó đi. Giờ này bắt đầu có nhiều ốc rồi chảnh nha. Giờ này thả mấy con trời nhỏ. Trời, nãy giờ chưa hết tay lưới nữa các bạn, mà bao nhiêu ốc nè. Quá trời là ốc luôn. Giỡn hay là. Wow. Hai. Dở dưới này. Dưới đây còn quá trời luôn. Nãy giờ mình gom nhặt được bao nhiêu ốc rồi đó. Dở lên. Rồi. Rồi, hết rồi. Hết rồi. Mình với Nhân với lại Ngân á các bạn, sau một hồi đi bắt á thì được bao nhiêu nè, quá trời là ốc luôn. Đẩy ra. Đây cho các bạn xem gần nha, quá trời ốc luôn. Con nào con nấy nè, các bạn coi nè. Bự gì nè. Đó, bự chén luôn. Còn con này là con ốc bu vàng. Bỏ nó ra đi. Đây, ốc quắn thành tinh nè. Bao nhiêu được rồi Thắng ăn ơi? Nhiều được rồi. Nhiều lắm rồi đó. Giờ thôi mình đi về đi. Thôi, thầm con tay lưới à mà quá trời ốc luôn. Về thôi. Mấy chục con ốc. Nhiều ốc quá trời luôn. Ốc này giờ làm gì vậy ta? Ốc này hả? Kho, nấu canh chua. Ê, mẹ giờ nấu canh chua nè. Thôi, Ngân không biết rồi, nấu canh chua cơm mẻ là ngon lắm á. Tôi chỉ biết ốc xào cơm mẻ thôi, hoặc là luộc cơm mẻ thôi. Nấu canh chua vẫn được mà. Chua bao giờ nghe nấu canh chua luôn á. Nấu được. Chút về nấu canh chua nha. Thôi. Thôi. Nướng đi. Ngồi gì mà kỳ à. Thì mà nướng cái tao héo luôn. Thì bây giờ tôi chỉ bàn thôi, rồi quan trọng là bà quyết định đi. Bây giờ tôi chỉ gãy ra món thôi. Nhưng mà bàn thì cũng phải lựa mấy cái món nào mà người ta gọi là hợp lý chứ. Thì hợp lý mà. Thì hợp lý mà, lỡ ăn ngon người ghiền thì sao. Nếu như mà ngon, tôi nghĩ là hồi trước giờ người ta làm nhiều lắm rồi đó. Nhiều lắm rồi. Trời, sống 20 năm nay mới nghe tên lần đầu tiên luôn á. Ốc
ốc quán nấu canh chua mình thấy cũng ngon mà các bạn sao mà ngăn không chịu ha. Rồi các bạn về nấu thử nha. Ngon lắm á. Hay là xào dừa, hấp tiêu. Đủ đủ loại luôn. Dở mới lái lên nghỉ về. Chắc rằng có một tiệm nếu như mà ngon là người ta sẽ làm từ hồi rất là lâu rồi. Và 20 năm nay tôi cũng đã được ăn chứ không phải là tới bây giờ mới nghe được lần đầu tiên cái tên đó. Thì bây giờ ăn đi. Lỡ ngon rồi sao? Không ngon thì thôi. Lỡ không ngon mà không có bị nó có chuyện gì rồi sao? Làm gì có chuyện gì. Quán ăn mát lắm nha. Có gì đâu. Thì nó chỉ thêm giống như ốc chấm mè mè thôi, nước mắm mè đó. Thì cái này cũng chua chua thì đó. Thôi nguy hiểm quá, mình ăn mấy cái món quen quen nhưng mấy cái món lạ lạ không dám thử đâu. Vậy sao ngày nào bà cũng cho tôi ăn món lạ hết trơn vậy? Hả? Nhưng mà mấy cái món lạ đó ăn được. Thôi đi. Đúng rồi. Thôi. Ốc đem về tới rồi nè các bạn ơi, mình chỉ lại ngâm qua ớt thì nó nhả đất ra nè. Cay quá nó nhả ra hết nè, lè lưỡi. Cay lè lưỡi. Đổ qua. Ôi đất ơi. Thảm cảnh. Thật là khủng khiếp. Đẩy vô tắt rồi. Đấy rồi. Nó đang chóng mặt lắm á. Ngồi chưa? Quá trời đất luôn. Tỏi thơm lắm. Nhan chưa? Tách vàng rồi, đem gỏi ốc lên vừa rồi đó. Còn nước vô luôn hả? Mình sẽ cho cái chén này vô. Chén này là gì đây ngăn? Nước mắm. Gì nữa? Bột ngọt. Đường. Cái tiêu. Cái thứ không thể thiếu là tiêu á. Tại vì mình làm món ốc quán hấp tiêu. Rồi sóc lên. Sóc lên cho đều đúng không? Sóc lên. Có khi nào sóc khỏi dành dành không? Ôi ngon quá. Quá chừng luôn. Rồi đậy nắp lại. Sôi là nó chóc cái này. Sôi là chóc này. Chừng nước nha, dữ quá. Ngon quá. Hấp dẫn quá. Yeah.
Xong không? Cái món ốc quắn hấp tiêu đã làm xong rồi. Bây giờ xin mời tất cả cô chú, anh chị, các bạn cùng thưởng thức nha. Ăn thôi. Nhưng mà nóng lắm á. Từ từ thôi nha. Chấm với lại nước mắm me. Trời ơi. Ôi cái mùi. Thử đi mấy đứa. Nhắm được không? Không. Không không, được được được. Không nóng lắm. Biếu gì? Biếu chị. Hết đất chưa ta? Còn nhưng mà không nhiều. Tại vì nãy mình ngâm cũng ít á. Nhưng mà nó nhả cũng nhanh ha. Ừ. Trời ơi, con ốc này nó ra con ốc con bự chà bá luôn mấy đứa. Đây, chấm nước mắm me. Giòn kinh khủng. Ngon quá. Giòn, thơm. Hiểu không? Rồi mình kéo cái lá dừa lên xong rồi mình bắt con ốc. Đúng rồi, đơn giản. Vút bỏ coi. Vút bỏ. Tại vì chị ăn bắt về đó ngâm không có được lâu á. Cho mấy đứa ăn liền luôn nên là nó còn hơi hơi đó. Ý mà sốc dữ lắm rồi đó. Mà còn đắt quá trời. Ốc này ốc con quá trời luôn. Nóng quá. Ừ. Hôm nay mình không có ăn cơm. Ăn ốc chừa cơm. Chút vô làm đồ ăn cơm xong. Sao xin? Được không? Nhìn giòn hả? Chấm vô. Ngon quá hả? Ốc mùa này mập quá à, như heo vậy. Mập mà mập như con heo. Ngon tay. Hết thật. Lỡ mà nhà mình đâu ăn ốc đâu. Vô. Giòn sực sực. Trời ơi. Con. Mùa này ốc con nhiều quá à. Từ từ thôi, nước chảy ra nóng. Nhưng mà ăn nóng gì nè nó mới ngon. Ừ. Lại bếp con này. Ngon quá. Tâm nó có bị yếu không? Không. Đập hai cây vô. Lại vậy. Này chết mà sổ nguyên một sâu á. Mấy đứa ăn cho nó nhanh. Trời ơi, thời gian sổ nguyên một sâu á. Nó cũng nghe hơi bị lâu à. Ăn cái nó đã gì đâu. Là một sâu ốc luôn. Rồi. Lấy được không ta? Nóng nha. Ừ, trời ơi, nó mập nè. Con nào cũng có con nhỏ trong chứ. Đúng rồi. Mùa này ốc đẻ trứng. Đẻ trứng thì đỡ con. Có con, mùa này ốc có con. Vì là món bùi vàng nha. Có bùi vàng trong đây nữa mới đó. Làm xòm, nhưng mà ít. Nhìn không có bị được luôn á. Kỹ mới hát. Ngon quá. À, hôm nay mình với lại Ngân đi giăng lưới ốc đó các bạn, thì bắt được quá trời là ốc luôn. Nếu các bạn thích video này thì nhớ like đăng ký kênh để ủng hộ nha.